thưa quý vị và các bạn hôm nay minh hải miền đông trở lại để gửi tới quý vị các bạn với một câu chuyện vô cùng cay đắng và xót xa đối với một cặp vợ chồng và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay để quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm sau sắp xếp thời gian, tôi đến tận nhà chồng cũ tìm anh ấy, muốn nói chuyện một lần. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thôi Cũng không hề có người thứ ba Ngoài ra còn vì mối quan hệ mẹ chồng nặng dâu căng thẳng quá Vợ chồng cãi nhau nhiều cũng chỉ vì mẹ chồng Cuối cùng tôi không chịu đựng được nữa Mọi thứ ngột ngạt và bí bách vô cùng Hai đứa quyết định đường ai nấy đi Bao năm qua một mình tôi nuôi con chồng cũ thì thi thoảng gửi được vài triệu chu cấp cho con bé Khi xác định ly hôn Tôi đã chuẩn bị tinh thần một mình nuôi con Nên anh ấy gửi được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu Thi thoảng anh ấy cũng đón con bé về bên nhà chơi Nói chung mọi thứ khá nhạt nhẽo Cho đến hôm vừa rồi Đột nhiên tôi nhận được chuyển khoản hẳn 500 triệu đồng của chồng cũ Với ghi chú là cho con tôi không hiểu vì cớ gì chồng cũ chuyển cho mẹ con tôi số tiền lớn đến như vậy tôi gọi cho chồng cũ anh ấy cũng chỉ bảo là muốn cho con thôi nhưng nghe giọng nói yếu ớt mệt mỏi ở đầu dây bên kia trong lòng tôi có linh cảm không lành hôm sau sắp xếp thời gian tôi đến tận nhà chồng cũ tìm anh ấy muốn nói chuyện một lần cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không ngồi đối diện nói chuyện với nhau khi tôi đến thì không có ai ở trong nhà Đột nhiên nghe được tiếng ho dữ dội từ căn phòng trước đây Chồng cũ ở phòng ra Tôi vội bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường Xanh sao gầy gò Ho đến rách cả họng Tôi vội chạy đến vỗ lưng đỡ ngực anh Khi cơn ho dịu đi Tôi mới hỏi anh mắc bệnh gì Sao lại đến nông nỗi này Nếu có bệnh sao không tập trung chữa còn gửi cho mẹ con tôi số tiền lớn để làm gì vậy Khi trước chia tay Do mâu thuẫn nhưng mấy năm nay đã qua Mọi thứ đã nguôi ngoai rồi Giờ thấy anh yếu xanh sao nằm đó mà tôi bỗng xót xa Nhưng tôi hỏi thế nào Anh cũng không nói Chỉ bảo là ốm bình thường Không có chuyện gì cho đến khi tôi tỉnh cờ nhìn thấy bệnh án của anh trong ngăn kéo Thì không khỏi chết lặng biết anh mắc bệnh ung thư tôi run rẩy hỏi anh sao không nói cho tôi biết một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa nếu hiện tại anh không có bạn gái thì tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh anh cười dịu dàng em nói thế là anh vui lắm chỉ một câu nói đó của em đã khiến anh thỏa mãn rồi khi trước chia tay cũng do lỗi của anh không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh đứng về phía em Dù biết rằng mẹ sai Mấy năm qua Mẹ muốn anh tìm đối tượng để tái hôn Không cho anh gửi tiền cho mẹ con em Nhưng thực sự Anh không có tinh thần tìm hạnh phúc mới Anh cố gắng làm lục tích góp Mua nhà ra ở riêng Rồi đến xin em đoàn tụ Nhưng anh không chờ được nữa Đến ngày đó rồi Bây giờ anh bệnh thế này lại càng không muốn trở thành gánh nặng cho em em cứ về đi đừng quan tâm gì đến anh cả cố gắng nuôi dạy con cho thật tốt thế là anh vui rồi tôi òa khóc vì thương anh và vì cảm động trước những suy nghĩ của chồng cũ hóa ra anh nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa nên chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cho tôi dù lúc trước anh có lỗi với tôi nhưng anh đã nhận ra và sớm muốn sửa sai bằng hành động chỉ là số phận bất hạnh quá bệnh tật lại ập lên anh như thế này sau đó hỏi kỹ ra thì mới biết bệnh của anh mới chỉ ở giai đoạn 1. nếu điều trị đến nơi đến chốn thì chắc chắn anh sẽ còn sống lâu nữa bên vợ con tôi đợi mẹ chồng cũ về thẳng thắn tuyên bố với bà rằng tôi muốn chăm sóc anh trong những ngày tháng bệnh tật này Mẹ chồng cũ bất ngờ lắm rồi Bà cũng cảm động rơm rớm nước mắt Bà khi trước đối xử không tốt với tôi Vậy mà lúc khó khăn này tôi vẫn muốn quay lại đồng cam cũng khổ với chồng cũ Ngay sau đó tôi và con dọn về với chồng cũ Tôi biết phía trước còn rất nhiều khó khăn cần chúng tôi phải vượt qua Nhưng nếu cứ bỏ mặc anh thì thật không lạnh lòng Tôi đã hành động đúng phải không? Mọi người ơi! Vâng, xin kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Đang đêm con rể gọi điện cho bố vợ bảo trả lại con gái. Phản ứng của ông khiến chàng rể ngã ngửa. Lấy chồng mới được hai năm, mà tôi cảm thấy nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng không tả nổi. Chồng tôi nhường như là con người khác sau ngày cưới. Khi yêu anh tỏ ra là một người tâm lý, nhưng về chung một nhà tôi đã vỡ mọc. Anh là một người gia trưởng Coi thường vợ Ngày lấy nhau về Chính anh là người đề nghị tôi ở nhà Để chăm lo cho nhà chồng Và nuôi dạy con cái Vậy mà hơi tí thì anh lại của trách tôi Chỉ biết ăn bám Không chịu được những lời phản nạn của chồng Tôi quyết tâm đi lạ Thu nhập của tôi dần dần cao hơn anh Thế nhưng Mọi thứ trong nhà đều do chồng tôi quyết Để cho êm ấm nhà cửa tôi cũng không muốn đối co với anh Với đôi bên anh cũng thường tỏ vẻ khinh bên ngoài Anh có thể biếu bố mẹ mình cả chục triệu chẳng tiếc tay Nhưng với bố mẹ vợ chỉ vài triệu anh cũng cẩn nhắn Thành thử lần nào muốn biếu bố mẹ tôi lại phải giấu giếm chồng Đã có tính gia trưởng Chồng tôi lại hay uống rượu bia Lần nào đi uống về mà anh quá chén là hôm đó mẹ con tôi không yên được với anh Ghét nhất là động một tí anh lại gọi điện về nhà ngoại Chẳng phải hỏi thăm bố mẹ vợ Mà anh thường chỉ kể tội về vợ Nhưng như anh muốn dằn mặt bố mẹ tôi Không biết dạy con gái Từ chuyện tiền bạc đến tình cảm Mà hễ vợ chồng lục đục Việc đầu tiên anh làm là gọi điện về tố tôi Thường thì mỗi lần anh gọi về Mẹ tôi thường nghe máy Là người hiền lành Khi con rể gọi mà phản nàn là bà chỉ khuyên răn Để dĩ hòa vi quý Mẹ tôi cũng thường giấu bố tôi Vì tính bố tôi rất là nóng Hôm vừa rồi Anh đi nhậu cùng với bạn bè Tới muộn mới về Về nhà thấy tôi đang nằm Mà anh bắt tôi dậy nấu cho anh bát mì Lúc đó tôi đang sốt Bực quá tôi mới gào lên nói anh vô trách nhiệm Với vợ con Anh chỉ biết nghĩ tới mình thôi sao Tôi hỏi Vậy mà anh liền vung tay tát tôi Nói là tôi hỗn láo Đúng lúc đó anh vô tình thấy tin nhắn của một đồng nghiệp nam gửi cho tôi Người đồng nghiệp chỉ hỏi thăm sức khỏe Và hỏi thăm tình cảm của hai vợ chồng tôi hiện giờ ra sao Vậy mà chồng tôi đùng đùng ghen lên bảo tôi Tai trên gái dưới Dù sai rành rành Nhưng anh lại gọi điện về cho bố mẹ vợ ngay trong đêm Thấy đầu dây bên kia nghe máy là bố tôi Chồng tôi liền tuôn một tràng Bố sang mà đón con gái về mà dạy lại đi nhé Con không có loại vợ như thế này đã lười lại còn trai gái anh còn bật loa ngoài để cho tôi nghe thấy tôi tức lắm vì chồng vú vạ cho mình nhưng không biết phải làm sao ngay sau khi nghe những lời anh nói bố tôi chỉ cười rồi nói luôn tôi nói thật với anh anh mà ly hôn với con gái tôi tôi lại càng mừng đấy ngày anh cưới nó tôi nói với anh không yêu thương được con gái tôi thì chỉ cần nói một câu là tôi sẽ đưa nó về Giờ anh viết đơn đi để con gái tôi ký Rồi mẹ con nó về bên này Ở với một người chồng thiếu trách nhiệm lại còn gia trưởng Có tiếng như anh thì sao mà chịu được Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho anh Nhưng anh không biết điều Lại còn coi thường con gái tôi Gia đình tôi Ra đường hỏi ai chả biết anh như thế nào Cứ nghĩ là bố vợ chỉ nói chơi vậy Nhưng không ngờ Ông có mặt ở nhà tôi sau đó Ông bảo chồng tôi viết luôn đơn ly dị để cho tôi ký Trước phản ứng của bố tôi Chồng tôi chứng hứng Bố mẹ chồng tôi biết chuyện cũng chạy sang luôn Rối rít thay mặt con trai xin lỗi Dù vậy Bố tôi vẫn quyết đưa mẹ con tôi về bên nhà Khi đó ông bảo Bố muốn làm vậy để dằn mặt con rể một lần Để thay đổi Đúng là từ sau hôm đó Tôi cũng thấy chồng tôi đã có những phản ứng tích cực hơn Vâng mong quý vị lắng nghe chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại